chào các bạn nha. Thì hôm nay con heo nó lên giống mùi rồi nha các bạn. Giờ mình ra chuồng coi như thế này bơm được chưa nha. Thì hôm qua nay nó lên 2 ngày rồi mình bỏ nha các bạn. Đó, thì bữa nay bắt đầu nó lên thấy mùi rồi nè. Giờ nó đứng đây nha các bạn. Nó đứng im mà mình nó thấy mình là nó đứng im luôn các bạn. Mình chỉ cần đụng nó thôi là nó đứng im, vậy là quá mùi rồi nha. Thì cái qua của nó quần sau nó hạ xuống rồi các bạn. Nó hạ dịu xuống rồi nó ra nước luôn các bạn. Nghe chỗ cái phần chót đuôi này mình thấy ướt này nha. Hiện giờ là mình phối là vừa nha. Giờ mình để vô nhà mình lấy tinh ra mình sẽ phối cho nó nha các bạn. Giờ nó đứng im ru rồi nè. Thì nó cũng không đi, nó cục kia nó chịu mùi là nó dễ nha các bạn. Heo mùi là mình chỉ cần sờ nó thôi là nó đứng im mà. Nó không cục cựa luôn á. Gọi là nó mùi nó đứng nó chịu đực đó nha các bạn. Mình sẽ phối giống như thế này là tốt nè. Bây giờ mình vô nhà mình sẽ lấy tinh ra nha các bạn. Giờ cái cây phối giống này nè các bạn, mình để hổm gài cũng lâu rồi, giờ mình sẽ lấy ra mình dần nước sôi nha các bạn. Đây mình sẽ ngâm nước sôi cho nó diệt khuẩn bớt để mình phối giống cho nó tốt nha các bạn. Đó, mình ngâm như mình trụng cho nó ấm ấm nóng vậy nè. Thì nói chung mỗi cử phối là mình phải dần sơ qua nước sôi nha các bạn, xong rồi mình sẽ lấy lên mình gác vô chỗ nào cho nó gáo nha các bạn. Gác lên cái cây này cho nó gáo đi, gác lên cái thằng bọc này. Đây mình sẽ gác đây cho nó gáo nha. Rồi đồng thời mình sẽ khui cái hũ tinh ra luôn nha các bạn. Đây tinh mình mua về hồi nãy nha, mình bỏ trong cái bọc ni lông này. Thì đây mình mua của trại, đây là heo siêu nạc nha các bạn. Họ viết tắt chữ L này là giống lăng nha các bạn. Giống lăng là họ viết tắt nè. Ngày nay là ngày 20 tháng 10 nha các bạn. Đây mình sẽ lấy giống của cái cơ sở đây. Thì các bạn nào muốn mua thì cứ đến cái cơ sở này là có số điện thoại này nha. Đó, thì các bạn lấy. Bây giờ mình sẽ khui ra nha các bạn. Mình khui ra mình phối giống cho nó. Một tay làm thì khó quá. Rồi. Giờ mình cắt ra vậy cái mình ra chuồng mình phối giống nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái cây này nó cũng nguội rồi nha các bạn. Rồi giờ mình ra chuồng heo nha các bạn. Đó. Giờ nó la, nó đầu giống nó la mấy ngày nay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gác máy đây nha, mình gác máy đây rồi mình sẽ vô chuồng mình phối cho nó nha các bạn. Xong rồi các bạn, xong rồi mình cũng thấy được rồi, các bạn đã tắt được.
Mình phối xong rồi nha các bạn. Thì cái mạc đó nó khó gỡ quá, mình sẽ cắt cái hũ đó để dành luôn nha các bạn. Còn cái mạc nào nó dễ thì mình sẽ lấy lên mình dán trên cây cột để dành mốt mình nhớ. Thì nói chung phối giống cũng rất đơn giản, ai cũng làm được. Mình mua cái cây phối giống về nhà rồi mình mua trinh về nhà mình phối nha các bạn. Nói chung thì mình canh con heo mà nó mùi như thế này là mình phối là vừa nè, rất là dễ. Thì chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.